Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thêm chuỗi lây nhiễm mới ở một khu dân cư quận Tân Bình. Thưa quý vị, trưa 27 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 và triển khai tăng cường một số biện pháp đến ngày 1 tháng 8. Thành phố đang chuyển dần chiến lược điều trị để hạn chế số ca tử vong, siết chặt việc thực hiện chỉ thị 16 trên toàn thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, có 69.678 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại thành phố được Bộ Y tế công bố. Trong ngày 26 tháng 7, có thêm 1.955 bệnh nhân xuất viện. Tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 16.659. Hiện đang điều trị 37.714 bệnh nhân dương tính. Theo HCDC, thành phố khoanh vùng, giám sát chặt 38 chuỗi lây nhiễm đang diễn tiến, đồng thời phát hiện thêm một chuỗi lây nhiễm SARS-CoV-2 mới tại một khu dân ở quận Tân Bình. Hiện thành phố đang thực hiện cách ly là 46.765 người, trong đó 8.969 người đang cách ly tập trung, 37.796 trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Thành phố tổ chức khu cách ly tập trung cho các trường hợp F0 không triệu chứng tại các quận huyện và thành phố Thủ Đức. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 3.598 điểm phong tỏa liên quan COVID-19, tăng 541 điểm. Thưa quý vị, trưa 27 tháng 7, HCDC cho hay, cập nhật trong một tuần qua, Thành phố Hồ Chí Minh tăng thêm 541 điểm phong tỏa mới, từ 3.057 điểm lên 3.598 điểm. Vừa gỡ phong tỏa thêm một phường với hơn 34.000 dân. Ngày 27 tháng 7, Chủ tịch Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định dừng phong tỏa, cách ly y tế đối với phường Long Thạnh Mỹ từ 0 giờ ngày 27 tháng 7. Phường Long Thạnh Mỹ không bao gồm diện tích thuộc khu công nghệ cao, bị phong tỏa vào ngày 14 tháng 7 sau khi phát hiện nhiều trường hợp mắc COVID-19. Trước đó, từ 0 giờ sáng 26 tháng 7, thành phố Thủ Đức đã thông báo dừng phong tỏa và cách ly y tế 3 phường Tân Phú, Long Trường và Tăng Nhân Phú A với hơn 99.000 dân sau thời gian bị phong tỏa để phòng chống dịch. Xử phạt 18 người đi thể dục giữa giãn cách xã hội. Thưa quý vị, trưa 27 tháng 7, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, chỉ trong một buổi sáng, lực lượng chức năng của một phường đã lập biên bản xử phạt 18 người đi thể dục buổi sáng trong khi đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Ngay sau đó, tổ công tác cùng các lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm để phường ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 2 triệu đồng. Sau hơn 2 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, các phường xã trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đã xử phạt vi phạm hành chính khoảng 50 người dân ra đường không có lý do chính đáng. Tính đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 128 ca mắc COVID-19. Ngoài thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Cư Kuin cũng đã giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Nhiều thôn buôn bị phong tỏa để phòng chống dịch. Thưa quý vị, DKN TV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.